Ở đây mình sẽ chia tiếp tục thành hai luồng khí. Đầu tiên dành cho bạn nào đang mập mờ. Luồng khí thứ hai dành cho bạn nào đang có đôi có cặp với nhau. Đầu tiên mình thấy trường hợp đầu tiên ha, là đang mập mờ á, là các bạn được gì? Các bạn sẽ được nè cái sự lãng mạn ở trong này ha. Chúng một lúc ban đầu á, sự lãng mạn, sự đam mê với nhau ha. Về lâu về dần á, thì các bạn kích hoạt được cái luân xa số 2, sự đam mê và sự sáng tạo các bạn ha. Luân xa số 2 đại diện cho cái vấn đề mà gần gũi ha, thân mật với nhau nha bạn. Thì nó sẽ kích hoạt cái gì? Sự sáng tạo bên trong bạn, lãng mạn bay bổng. Bạn sẽ trở nên còn thành con người mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn á, không còn quá là khô cứng, không còn quá là cứng ngắc như thế nhà bạn ha, đầu gỗ ha bạn ha. Đây là bạn được như thế ha, và bạn được cái sự hạnh phúc. Rất là dễ đi đến hạnh phúc trong cái thời gian đầu mà ha, rất là lãng mạn. Và mất cái gì? Mất ở đây mình thấy là các bạn sẽ bị bão tố nha, tổn thương nha, nhạy cảm hơn. Tại vì bạn nhạy cảm hơn, bạn giao trái tim cho họ nha, ít nhiều rồi á, thì dĩ nhiên là dễ bị họ thao túng rồi. Họ sẽ thao túng bạn về mặt cảm xúc nha, bằng cách là kiểu không thích, né né, lành lành với bạn, nhạt nhòa, kiểu không có thích muốn nói chuyện nhiều, hoặc là không có muốn thân mật, không muốn vui vẻ với nhau nữa, thì nó sẽ sinh ra cái vấn đề là sẽ có cái trên lành ở đây, sự cân nhắc lý trí ở đây nữa, thì nó không vui ha. Ra sự tổn thương ha, từ cái lạnh lùng của họ, từ bão tố, hai người xích mích với nhau, tranh cãi với nhau và đấu trí với nhau luôn. Dần dần sẽ đấu trí với nhau rồi dẫn đến xích mích, nó kết nối, thậm chí là chia tay. Thậm chí là nhìn cái mặt mà thấy ghét nha, mà không muốn nhìn cái mặt nữa nha. Rồi giờ cứ đi ra đường, hoặc bây giờ có làm chung công ty, hoặc là học chung chăng nữa, giờ thấy cái mặt nó thấy không ưa rồi đó nha, nhìn cái mặt nó thấy rất bực bội rồi đó nha, nhưng mà thật ra trong lòng vẫn còn thương nhau. Thì mình biết như thế thôi, nhưng mà nhìn rất là ghét nha. Còn luồng khí thứ hai thì sao? Luồng khí thứ hai dành cho bạn đang trong mối quan hệ có đôi có cặp á, thì mình thấy là các bạn được gì? Sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ với nhau rất là nhiều ở đây luôn. Sự giúp đỡ vẫn với nhau về mặt tiền bạc luôn ha, về mặt tình cảm luôn ha, rất là ok với nhau. Mà bạn sẽ bị thiệt thòi cái gì? Bị thòi là cái tình cảm này nó có sự thao túng bạn ơi, nó có cái sự gượng ép, kiểu như ghen tuông quá độ, gượng ép mà kiểu là đi đâu, làm cái gì, gặp gỡ với ai, hoặc là bất cứ điều gì đi ra ngoài mà không có mặt của họ ở sát bên bạn, thì họ sẽ nghi ngờ, họ sẽ lâu lâu sẽ alo, nó bóng gió điện thoại hỏi thăm, quản lý quản thúc bạn. Nhiều khi bạn không muốn muốn thoát khỏi cái gồng cùm của họ cũng rất khó, thì họ quản lý bạn quá chặt nha, họ dễ thao túng bạn về mặt cảm xúc nữa nha, họ sẽ bóng gió, họ sẽ hờn mát bạn đó nha.